Xin chào tất cả mọi người. Thì em là đại diện bán hàng ở bên Mazda Bắc Ninh. Thì hiện tại em đang quay với chiếc xe đây, thì như mọi người biết thì chắc không phải nói tên rồi. Một trong những mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc Mazda CX-5. Đấy. Thì hiện tại mẫu SUV này trong chương trình trong tháng này thì đang được ưu đãi khá là nhiều, từ quà tặng cho đến tiền mặt ấy. Thì đợt này anh chị lấy thì thứ nhất là sẽ được giảm chi tiết tiền mặt này, và thứ hai là sẽ được tặng một bộ phụ kiện 40 triệu, và thứ ba là anh chị lấy trong cái thời điểm này thì sẽ được tặng luôn cả 1 năm bảo hiểm thân vỏ luôn. Và cùng với đó thì lại là mẫu này thì lại đang được hỗ trợ ưu đãi giảm thuế 50% nữa. Thế nên là mức giá thời điểm hiện tại anh chị lấy thì là rất là vô cùng là ưu đãi và cạnh tranh luôn. Ở các phiên bản của Mazda CX-5 thì có 3 bản, thì đều được trang bị hệ thống đèn full LED này, anh chị thấy này. Đó, đều được trang bị hệ thống cảm biến đầy đủ luôn, cả trước cả sau xung quanh xe luôn. Đây, em quay một vòng cho anh chị đây. Đấy. Thì cái màu này bên em thì gọi là màu xanh đen Carvansai, giống ở trên cái mẫu các cái màu xanh của Mercedes-Benz đấy. Đấy, dạ vâng. Đây, mặt ca lăng thì nhìn này, anh chị nhìn này. À đấy, thì em xin phép là đi quay ngang ra một chút này. Ngang ra về phía sau. Đấy. La răng thì bạn này thì ở 3 phiên bản nhất đều là la răng 19 hết, không có bị cắt thiếu như một số mẫu xe của các xe khác cả. Đấy. Và bạn Mazda CX-5 thì được cái có cái ưu thế là gầm cao nhất trong phân khúc luôn, 20 phân luôn. Thế nên là mọi người cứ đi chiến thẳng vỉa hè cho em mà không bao giờ lo là phải bị chạm gầm cả. Đấy. Cửa sổ trời bản nào cũng có này, thanh giá nóc này, đèn full LED này, cũng như là khoảng sáng gầm xe này, đó, cả ba bản như một, không có cái chuyện là cắt giảm gì cả. Đây, em đi ra đằng phía sau một chút cho mọi người nhìn. Đây, cảm biến sau cũng được trang bị đầy đủ nhá. Mọi người nhìn đây này. Đấy. Hệ thống hai ống xả kép luôn. Ở các cái phiên bản Luxury và Premium này thì nhà mình sẽ được tặng thêm một cái lipo nữa. Trang bị lipo vào thì nó sẽ là ống xả 4. Đấy. Đằng sau thì cũng được trang bị đầy đủ hết là cảm biến lùi này, anh chị nhìn này. Đấy. Xung quanh xe luôn, ở hai bên hông luôn. Đèn thì cũng đèn full LED. Đấy. Dạ vâng. Thì cái mẫu này thì là một trong những cái mẫu xe mà bán rất là tốt. Thứ nhất là ngoại thất rất là đẹp sang trọng, anh chị nhìn thấy không? Riêng những cái dòng xe Nhật thì đi 3 4 năm không bao giờ lo lỗi mốt cả. Đấy, đến bây giờ thì vẫn còn rất là sang trọng, như kiểu là một trong những chiếc xe thiết kế tương lai đấy. Từ 3 4 năm trước rồi vẫn cứ vậy, vẫn cứ đẹp. Đấy. Từ ngoại thất đẹp cho đến nội thất đây. Bây giờ em xin phép là giới thiệu cho mọi người vào trong nội thất này. Đấy, anh chị nhìn này, nội thất toàn bộ là bọc da luôn, nhìn trông rất là sang trọng, và đặc biệt là cái ưu thế của cái loại chất bọc da này thì nó sẽ là sạch sẽ, sang trọng, không bị bẩn đấy. Còn có cả mạ chrome này, cũng như là những vân gỗ này, anh chị nhìn nhé. Đấy, vân gỗ vô lăng thì 3 chấu bọc da trông rất là sang trọng. Hệ thống cửa sổ trời tất cả các phiên bản đấy, ghế lái chỉnh điện 11 hướng luôn, đầy đủ hết các hướng đấy. Toàn bộ bọc da này, phay vân gỗ này. Đó. Nói chung là để mà cho ưu điểm của cái bạn này thì không còn gì để chê nữa rồi. Nội thất, ngoại thất. Đây. Lại nói về cái cốp của bạn Mazda CX-5 thì là một trong những mẫu xe có cái phân khối thể tích cốp lớn nhất luôn. Đấy. Đây, các bạn nhìn này. Hệ thống cốp rất là rộng. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập phẳng luôn. Đấy, ngoài ra bên mình còn trang bị tặng thêm cho khách hàng cả một bộ rèm nữa đấy, chống bụi cũng như là để đồ quần áo đấy, cốp rất là rộng luôn.